Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến dâng hương dâng hoa tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tri ân và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh cả đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà tưởng niệm liệt sĩ tại tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là công trình tưởng niệm các liệt sĩ đã nằm xuống khi đi cứu hộ công nhân thủy điện Giao Trang 3 vào tháng 10 năm 2020 và các liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường 71 nối huyện Phong Điền lên huyện miền núi A Lưới công trình thể hiện tấm lòng biết ơn của nhân dân chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đối với các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và bình yên của nhân dân